Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin tức Dân trí. Chính phủ giao Bộ Công an truy trách nhiệm vụ cháy công ty Rạng Đông. Liên quan đến vụ cháy công ty Rạng Đông, Chính phủ vừa giao Bộ Công an chỉ đạo đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác điều tra, xác định nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xử lý. Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trung ương Chính phủ Trương Hòa Bình và Phó Thứ trưởng Trịnh Đình Dũng sau cuộc họp về sự cố cháy tại công ty Rạng Đông. Cụ thể, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng để làm rõ vi phạm, giới hạn khu vực ô nhiễm môi trường, mức độ ô nhiễm. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp các đơn vị liên quan, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng khẩn trương điều tra và có giải pháp kịp thời để ứng phó sự cố, tổ chức theo dõi, thăm khám sức khỏe kịp thời cho người dân tại khu vực bị ảnh hưởng của sự cố. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng cần có biện pháp giúp công ty Rạng Đông phục hồi sản xuất, về lâu dài tiếp tục phát triển, thực hiện việc di rời công ty này và các cơ sở, nhà máy có sử dụng hóa chất độc hại, nguy hiểm ra khỏi khu vực đô thị và khu vực tập trung đông dân cư. Thành phố Hà Nội được chỉ đạo chủ động phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông để cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, thống nhất về với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để kịp thời ra khuyến cáo áp dụng các biện pháp vệ sinh phòng ngừa, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân khu vực bị ảnh hưởng do sự cố. Bộ Công thương cũng cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về nhập khẩu, quản lý và sử dụng hóa chất, cung cấp thông tin, số liệu về nhập khẩu, sử dụng hóa chất, thủy ngân và hàm lượng thủy ngân có trong bóng đèn huỳnh quang, cúc mắc của công ty Rạng Đông gửi Bộ Tài nguyên Môi trường và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Bộ Tài chính cung cấp cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Tài nguyên và Môi trường thông tin về khối lượng thủy ngân lỏng và viên amigram được công ty Rạng Đông sản xuất, nhập khẩu và là nguyên liệu sản xuất. Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá phạm vi mức độ ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, xây dựng chương trình theo dõi khám sức khỏe thường xuyên định kỳ cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng. Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục hỗ trợ Hà Nội thực hiện khảo sát, đánh giá phạm vi và mức độ ô nhiễm môi trường để yêu cầu thu gom, xử lý các chất thải nguy hại phát sinh do vụ cháy, hướng dẫn phương án xử lý, cải tạo khu vực bị ô nhiễm. Bộ Công an chỉ đạo đẩy nhanh công tác điều tra, xác minh nguyên nhân cháy nổ, làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân để xử lý theo quy định của pháp luật. Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải tiến hành rà soát, thống kê toàn bộ các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng hóa chất độc hại, hóa chất nguy hiểm để có phương án quản lý chặt chẽ. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin tức Dân trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Huấn Hoa Hồng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin tức Dân trí. Huấn Hoa Hồng, cái tên được cộng đồng mạng biết đến qua những hình ảnh khoe của, đã bị công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc.